Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh, em tên là Lại Yến Nhi, học sinh lớp 5A trường tiểu học Nghĩa Thành. Thật tự hào biết bao khi em được sinh ra và lớn lên tại miền quê Nam Định, một miền quê trù phú với nhiều cảnh đẹp nên thơ, cánh đồng rộng thẳng cánh cỏ bay, một miền quê với bề dày lịch sử văn hóa ngàn năm. Và đây là ngôi trường của em mang tên trường tiểu học Nghĩa Thành. Ngôi trường được tọa lạc ngay cạnh con đường làng thơ mộng, một ngôi trường với hơn 400 học sinh và rất nhiều phòng học, phòng chức năng. Như các bạn đã biết, các phòng chức năng có vai trò vô cùng quan trọng với nhà trường, nhất là phòng thư viện. Nó được đặt ở vị trí vô cùng thuận lợi, thoáng mát cho việc đọc sách của tất cả chúng nhé. Viện trường em rất phong phú với gần 3.000 đầu sách gồm nhiều thể loại khác nhau được sắp xếp rất gọn gàng và đẹp mắt. Ngoài ra, nhà trường còn rất nhiều thư viện mở ở các lớp với nhiều loại sách báo của các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng. Đến với cuộc thi này, em muốn lan tỏa niềm đam mê đọc sách tới tất cả các bạn. Trong những cuốn sách mình đã đọc, mình ấn tượng nhất là cuốn Giấy Mèo Phiêu Lưu Ký của nhà văn Tô Hoài. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cùng nghe. Các bạn ạ, nhà văn Tô Hoài có tên khai sinh là Nguyễn Xiang, sinh ngày 27 tháng 9 năm 1920, mất ngày 6 tháng 7 năm 2014. Ông sinh ra và lớn lên tại quê mẹ làng Nghĩa Đô, Từ Liêm, thuộc phủ Hoài Đức xưa, nay là phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Bút danh Tô Hoài của ông được đặt từ hai địa danh nổi tiếng gắn bó cả tuổi thơ và những năm trai trẻ của ông là phủ Hoài Đức và sông Tô Lịch. Ngoài bút danh là Tô Hoài, ông còn dùng thêm nhiều bút danh khác như Phú Đột Kích, Mai Trang, Mắc Biển, Thái Yên, Hồng Hoa và Phạm Hòa. Thời niên thiếu của ông rất khó khăn, cực khổ, nhưng với tính cần cù, chịu khó, ông đã vượt lên tất cả. Năm 1943, Tô Hoài gia nhập Hội Văn hóa Cứu Quốc, bắt đầu tham gia vào các phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp. Từ đây, ông hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực báo chí, văn hóa, văn nghệ và đạt được nhiều thành tựu xuất sắc. Tô Hoài là một nghệ sĩ rất đa tài. Trong suốt sự nghiệp văn chương của mình, ông đã miệt mài sáng tác hàng trăm cuốn sách, trong đó nổi tiếng nhất là tác phẩm Giấy Mèo Phiêu Lưu Ký viết cho thiếu nhi từ những năm trước cách mạng. Chuyện gồm 10 chương kể về cuộc phiêu lưu của giấy mèn qua thế giới muôn màu muôn vẻ của những loài vật nhỏ bé. Chương 1 kể về bài học đường đời đầu tiên của giấy mèn. Chương 2 đến chương 9 kể về cuộc phiêu lưu của giấy mèn với người bạn đường là giấy chuỗi. Chương 10 kể về việc giấy mèn cùng giấy chuỗi về nhà nghỉ ngơi dự tính cuộc phiêu lưu mới. Trong cuộc phiêu lưu ấy, giấy mèn đã trải qua bao cung bậc cảm xúc, sự hối hận cùng giấy chuắt, sự sợ hãi khi đứng trước bá xén tóc, sự oai hùng khi đối mặt với bọ ngựa. Qua những cuộc phiêu lưu của giấy mèn, em rút ra được tuổi trẻ của chúng ta hãy sống hết mình, cháy hết ngọn lửa trong tim bằng sự nhiệt huyết, năng động và tự tin. Nếu bạn đã từng hâm mộ chú giấy mèn quả cảm và biết được những bài học đầy ý nghĩa của tác phẩm này, thì Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký được bày bán trên tất cả các hiệu sách của cả nước, hoặc hãy đến ngay thư viện của trường lớp chúng tôi để đăng ký mượn nhé. Bởi vì những gì chúng ta đã biết chỉ là giọt nước, những gì chúng ta chưa biết là đại dương mênh mông. Bởi thế, không gì tốt hơn việc đọc và tiếp thu ngày càng nhiều tri thức bằng việc đọc sách. Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách, qua những người ta gặp và những cuốn sách ta đọc. Đọc sách có thể không giàu, nhưng không đọc chắc chắn bạn không trở nên giàu có được.